Mày đã bao giờ nghĩ đến việc đi đâu thật xa không? Để làm gì? Thì nghỉ ngơi. Chó này, mày có về không? Mày bỏ nhà đi theo cha chị con còn ăn bú. Mày không biết xấu hổ à? Tôi xin anh, tôi biết anh là ai đâu. Còn đi cứu tôi với. Mày có về không? Thằng chó này ở đâu ra đấy? Mày muốn chết à? Good. Là ở đâu? Em ở quê lên chơi ạ. Khi tỉnh dậy đã thấy ở trên xe bọn chúng. Thế làm sao mà cô thoát được? Cái thằng lúc nãy nó mắc tiểu, nó xuống xe, chúng nó tưởng em ngất, không để ý, nên em vùng chạy đi. Gì? Các anh ơi. Em bị chúng nó lấy hết tiền, cả điện thoại rồi. Mà em không biết đường phố trên này, mà địa chỉ nhà trọ em cũng lưu luôn trong điện thoại. Các anh cho em theo về với ạ. Này, cầm lấy, thuê tạm nhà nghỉ. Không. Mà khuya như thế này, em không dám đi một mình đâu ạ. Em sợ lắm. Thôi đi. Uống đi. Muốn ở cùng bọn anh thì phải lo việc nhà đấy. Vâng. Em vào ngủ phòng anh đi.
Anh không nghi ngờ gì cô bé đây à? Nếu nó là cảnh sát thì bắt mẹ nó rồi. Nếu là sát thủ, nó giết được mình chắc. Trước đây đại ca từng nhận đơn hàng nào cỡ này chưa? Xong vụ này chắc ta về hưu. Bình thường nửa năm khách mang treo một mạng, lần này mới xong lại treo tiếp. Em thấy không ổn. Hay là cho mẹ nó đi. Từ chối để bọn khác nó đỡ bảo. Phải làm. Sang đây làm gì? Lần đầu em ngủ chỗ này, em chưa quen. Em định sang đây chỗ các anh, xin các anh ngủ cùng. Thay rồi ạ. Ta chạy theo. Bị làm sao mà ra nhiều máu thế này? Lấy chậu nước với hộp y tế trong nhà vệ sinh. Chậu điều thuốc. Thank you.
Sao rồi? Anh đừng lo lắng quá. Chỉ bị thương ngoài da thôi. Anh bị bọn nó đánh úp à? Theo dõi như thế nào? Độc thân, không bạn bè, không người thân, cũng không có bảo vệ, không có mùi xã hội. 7 giờ đi, 9 giờ về, còn lại thời gian là ở trong nhà. Em thấy cứ thế đéo nào ấy. Chắc chắn tay chân ở trong nhà. Cái thể loại này cứ thử nóc xuống. Nhưng mà em vẫn thấy đéo hồn anh ạ. Còn tao chỉ thấy hấp dẫn thôi. Anh Hùng thích ăn một mình nhỉ? Không, chỉ những lúc bị thương thôi. Anh Hùng có súng, còn anh có dao. Hai anh làm nghề gì thế? Mà thôi, em chẳng quan tâm đâu. Miễn sao anh tốt với em là được rồi. Dao và súng thì cái nào tốt hơn? Đương nhiên là dao rồi. Nhẹ, nhanh và không gây tiếng ồn. Hai anh ai mạnh hơn? Anh Hùng. Mà em liên lạc được với gia đình chưa? Em chịu thôi. Chắc mấy hôm nữa em bắt xe về quê. Chỉ tiếc là em lên đây chơi chưa được đi đâu cả. Mà sao mặc mãi cái váy này thế? Kém tắm quá đấy. Anh này, từ lúc em đến đây có mỗi một bộ, chẳng nhẽ lại mặc đồ của các anh à? À, mai anh xin tiền anh Hùng rồi dẫn em đi mua mấy bộ nhá. Thật nhá, vậy em sẽ ăn thật nhiều vậy xin. Tại sao anh phải xin tiền anh Hùng? Cả hai anh cùng làm việc mà. Anh Hùng giữ hết, anh có cần tiền làm gì đâu. Nếu là em, tiền của em sẽ giữ hết, không cho ai cả. Ngốc lắm. Anh có biết tại sao con trai lại quý trước con gái không? Để đi guốc. Không phải đâu, là để cầu hôn đấy. Sao từ lúc ở ven hồ tới lúc về nhà anh không nói câu gì thế? Kết hôn để làm gì? Anh bị ngốc à? Kết hôn để có vợ? Có vợ để làm gì? Có vợ để có con, để gia đình hạnh phúc chứ sao? Hạnh phúc là như thế nào? Anh không biết hay à?
Đại ca, đẹp không? Tặng anh đấy. Quần áo làm gì? Mày có bạn mới, mày cứ dùng đi. À mà, soạt chưa? Ai? Với con Ly. Anh điên à? Ngon, không nhanh. Mày theo dõi lần cuối rồi ngày kia trả hàng. Vâng. Sao em tưởng anh không về? Em lấy hộ anh cái hộp y tế. Lát em đi mua ít đồ hải sản, anh ăn vào cho mau lành, chứ không mất máu suốt như thế này. Ừ, cũng được. Anh làm ít mì cho chắc bụng. Sao em không ăn à? Dạ, em không thấy đói. Em đi tắm cho bớt mùi. Anh cứ ăn đi, xong em ra dọn cho. Thank you.
tao giết mày. Mày bị điên à? Anh cũng định như thế với tôi đúng không? Tại sao con trai lại cưới con gái? Cưới vợ cần làm những việc gì? Anh phải có nhà và một công việc ổn định. Việc anh đang làm có được gọi là ổn định không? Anh phải chọn nghề khác, ít nhất là không phạm pháp. Hết ngày mai anh sẽ bỏ. Thế còn nhà? Có rồi. Phải chọn nghề khác, ít nhất là không phạm pháp. Hết ngày mai anh sẽ bỏ. Thế còn nhà? Có rồi. Xin anh đừng làm như thế với tôi. Không, đừng. Ah!
vì một con đàn bà. Mày đã bỏ rơi tao, giết một người đã nuôi nấng, dạy dỗ mày.